Thì ngày hôm nay thì em rất là mong muốn chia sẻ cho Linh một cái dịch vụ rất là hấp dẫn của tụi em, đó là dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án bởi tập đoàn Medis. Thì với dịch vụ này, khi mà chị Linh trở thành khách hàng của AA thì chị Linh cũng đồng nghĩa với việc là mình sẽ là thành viên của dịch vụ này. Và với dịch vụ này thì mình sẽ được đánh giá tình trạng y khoa của các thành viên bởi những chuyên gia y tế độc lập. Thứ hai là các chuyên gia y tế sẽ xem xét và đề xuất hoặc giới thiệu cho các thành viên về các dịch vụ xét nghiệm thêm hoặc thực hiện thêm các đánh giá lâm sàng bổ sung nếu thấy xét nghiệm cần thiết. Và Medis sẽ thay mặt các thành viên tham vấn các chuyên gia y tế đưa ra các khuyến nghị, phương pháp và kế hoạch điều trị tốt nhất có thể cho các thành viên. Và cuối cùng là hỗ trợ 24/7 cho các thành viên, bao gồm hỗ trợ tinh thần và cảm xúc trong quá trình tham vấn và điều trị. Chị hơi tò mò một chút là nghe thì quyền lợi hấp dẫn đó, nhưng mà Medis này là một bệnh viện hay là một tổ chức như thế nào? Vì mình cũng chưa bao giờ được nghe nói đến hết. Dạ, em xin chia sẻ với chị rõ hơn về Medis ạ. Thực ra Medis là một cái tổ chức quốc tế có mặt ở hơn 90 quốc gia với hệ thống hơn 2.000 bệnh viện liên kết trên toàn thế giới. Và với mạng lưới toàn cầu như vậy thì Medis sẽ liên kết với hơn 4.000 bác sĩ đầu ngành trên toàn thế giới. Và đội ngũ chuyên gia tư vấn của Medis sẽ theo sát khách hàng trong vòng 3 tháng và hỗ trợ 24/7 với những cái ngôn ngữ tại chính quốc gia đó. Thì khi mà chị Linh trở thành khách hàng của AA thì đồng nghĩa việc chị Linh cũng sẽ trở thành khách hàng của tập đoàn Medis. Và đây là một sự kết hợp rất là độc đáo của AA với Medis, bởi vì hiện nay trên thị trường Việt Nam thì dịch vụ tư vấn và quản trị bệnh án cá nhân thì hiện nay chúng em đang là độc quyền. Linh nghe cũng thấy khá là lạ. Dạ. Vậy cho Linh hỏi là nếu mà khách hàng cá nhân á, thì mình có mua được không? Tại vì Linh nghe quyền lợi rất là hay và cũng muốn là mua cho người thân của mình cái dịch vụ này. Dạ chị Linh, sau đây là những kết quả mà Medis đã hỗ trợ cho khách hàng của mình. Đó chính là 20% trường hợp thay đổi cái chẩn đoán ban đầu và 55% trường hợp là ngăn ngừa những điều trị không cần thiết và 43% trường hợp là thay đổi các phương pháp điều trị. Chính vì điều đó giúp cho khách hàng tiết giảm rất là nhiều về mặt chi phí cũng như về mặt thời gian và tinh thần khách hàng trong quá trình điều trị và chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư của mình chị Linh ạ. Mình thấy có Medis có mặt khá là nhiều nơi trên nhiều quốc gia. Thì không biết là những cái trải nghiệm của khách hàng thực tế về dịch vụ này như thế nào, tại vì nghe cũng rất hay nhưng mà không biết là cảm nhận của khách hàng là họ đã giúp được gì cho khách hàng thì mà không biết là mình có bằng chứng nào không Huy. Nhân tiện đây thì em cũng xin chia sẻ với chị Linh về tập tài liệu về những cái trải nghiệm khách hàng khi mà họ trải qua cái căn bệnh hiểm nghèo và với sự đồng hành cùng với Medis đây ạ. Dạ rồi, em xin gửi chị Linh ạ. Cảm ơn Huy. Cũng rất là lạ ha, hồi giờ nghe nói mắc bệnh hiểm nghèo thì có công ty bảo hiểm để chi trả, còn đây là một cái dịch vụ giống như là họ không phải là hỗ trợ tài chính đúng không? Dạ đúng rồi. Mà họ sẽ tư vấn cho mình các phương pháp điều trị. Mình hơi thắc mắc là đây là một cái tổ chức quốc tế cũng rất là hay. Nhưng mà liệu nếu mà khách hàng như mình là ở Việt Nam nè, thì tổ chức quốc tế này họ có am hiểu về bác sĩ nào chuyên khoa nhất về cái bệnh điều trị, hoặc là các phương pháp điều trị của các bác sĩ ở quốc tế có phù hợp với các phương pháp điều trị ở các bác sĩ ở Việt Nam hay không? Dạ, em cũng rất là đồng tình với lại cái quan điểm của chị Linh luôn. Thực ra chị Linh biết không, khi Medis về Việt Nam chị Linh thì họ cũng đã tìm hiểu thị trường Việt Nam rất là kỹ rồi. Họ biết đâu là phương pháp điều trị tốt nhất, đâu là bác sĩ đầu ngành, đâu là bệnh viện tốt nhất. Và cũng như là nếu như mà chị Linh mong muốn có những phương pháp điều trị ở nước ngoài thì họ cũng có thể chia sẻ với chị Linh những cái quốc gia nào để mà giúp chị Linh điều trị một cách tốt nhất và chi phí tiết kiệm nhất luôn. Thì chắc là chị Linh cũng đã mường tượng đâu đó về cái quyền lợi của mình đúng không ạ? Em cũng xin cùng với chị Linh đặt lên bàn cân so sánh giúp chị Linh về cái quyền lợi này. Với những cái quyền lợi vượt trội như chúng ta sẽ có một cái tài khoản để mà an tâm với cuộc sống của gia đình chúng ta luôn luôn được bảo đảm.
lên đến 3 tỷ và một cái quỹ chăm sóc sức khỏe bệnh hiểm nghèo lên tới 700 triệu và một cái quyền lợi đầu tư năm 70 tuổi lên đến 1 tỷ. Thì với những quyền lợi này thì chúng ta chỉ cần tích lũy đều đặn đâu đó khoảng tầm 50.000 mỗi ngày mà thôi. Đâu đó chỉ là một bữa ăn sáng chúng ta mỗi ngày hay là một ly trà sữa mỗi ngày mà chúng ta đã có những cái quyền lợi vượt trội như vậy rồi. Thì không biết rằng là chị Linh cảm thấy như thế nào về cái cán cân này ạ? Chị thấy cái quyền lợi mà Huy vừa chia sẻ cho mình đó rất là hay. Chắc chắn là nếu mình tham gia được đầy đủ và mình nhận được cái quyền lợi đó thì quá tốt. Nhưng mà nếu mà chẳng may sau 10 năm nữa mình không còn đủ sức khỏe nữa, mình không đi làm được nhiều và mình không có khả năng đóng phí nữa. Em hiểu. Thì nó hơi dở dang và nghe nói nếu mà bỏ nửa chừng thì sẽ bị lỗ. Thì cái đó là điều mình hơi băn khoăn một chút. Em rất là hiểu cái câu trăn trở của chị Linh luôn. Thì ngoài trăn trở này ra chị Linh còn trăn trở nào khác nữa không chị? Thêm một điểm nữa là bây giờ Huy đang phục vụ cho Linh làm cái hợp đồng này, rồi sau đó Huy phục vụ rất là tốt. Nhưng mà lỡ chẳng may Huy không làm công việc này nữa thì ai sẽ là người chăm sóc cái hợp đồng này và hỗ trợ Linh khi mà nếu mà có vấn đề gì xảy ra? Khi đến hạn đóng phí thì mình còn có thêm thời gian là 60 ngày gia hạn nữa, thì đó cũng là một cái quyền chọn linh động khách hàng của chúng em. Thì với câu hỏi thứ hai của mình á, thì câu hỏi này thì thật sự là em cũng được gặp cũng khá nhiều khách hàng hỏi em, mặc dù là như chị Linh có khen em rằng là em tư vấn là chị Linh cảm thấy yên tâm, nhưng mà có dám chắc rằng là em đồng hành cùng với chị Linh trong thời gian dài hay không, ít nhất là 10 năm hay không, đúng không chị Linh? Thì thật sự là khi trả lời câu hỏi này thì em cũng thành thật với chị Linh luôn rằng là em cũng không dám chắc rằng em có thể đồng hành cùng với chị Linh trong khoảng thời gian dài như vậy hay không. Tuy nhiên thì em xin cam kết cho một điều rằng á, là nếu như một ngày nào đó em còn ngồi tại AA thì em vẫn luôn tận tụy phục vụ chị Linh. Nhưng chỉ mình giờ vậy, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Và cái nhiệm vụ của em trong cái thời khắc này đó chính là tư vấn cho chị Linh đúng và đủ tất cả những giải pháp quyền lợi của mình, để từ đó chị Linh có thể là lựa chọn cho mình một giải pháp phù hợp với mình. Và khi chị Linh lựa chọn phù hợp rồi thì rõ ràng rằng cái việc mà thủ tục sau này, nếu như chị Linh thắng là hiện nay em đang là MDRT, thì cái người mà thay thế em hỗ trợ chị Linh cũng sẽ là một cái người có trách nhiệm y chang như em vậy, để mà có thể phục vụ tốt cái hợp đồng của chị. Bởi vì cái phương châm của AA đó chính là lấy khách hàng là trọng tâm. Thì em hy vọng rằng chị Linh sẽ sớm trở thành khách hàng của AA. Ok em. Dạ chị Linh ơi, thì với cái tài khoản tiết kiệm này chị Linh, thì chúng ta chỉ cần tiết kiệm mà 50.000 mỗi ngày mà thôi, thì chị Linh đã có trong tay ngay một cái giá trị tài khoản rất là ưu việt rồi. Vậy thì để mở cái tài khoản này, chị Linh có thể dùng thẻ tín dụng, chị Linh có thể dùng tiền mặt hoặc là chuyển khoản. Thì không biết là cái phương pháp nào phù hợp với chị Linh nè? Chắc là chị chuyển khoản đi, chuyển khoản nó nhanh gọn lẹ hơn. Dạ rồi, vậy thì chắc là em xin phép làm thủ tục chị Linh ngày hôm nay vậy đó nha. Ok em, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, em xin được ghi thông tin của chị ạ.